Bà ngoại vẫn chưa tỉnh dậy. Ngô Tiểu Nặc thấy vẫn còn sớm, cô muốn về nhà làm chút đề hồ ăn để mang đến. Nhưng mà xe của người đó còn đang đỗ ở bên ngoài. Cô lại không muốn trở về nhà của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt hơn hết là cô đến quán ăn mua chút đồ ăn về. Cô Ngôn, quay về bây giờ sao? Người lái xe thấy cô đi vội ra ngoài có chút kỳ lạ. Ngôn Tiểu Nặc đáp, không, bây giờ đến quán ăn. Cô Ngôn, chủ tịch đã dặn rồi, từ giờ cô sẽ sống trong lâu đài Đế Chi. Những người phục vụ trong lâu đài, cô cứ tùy ý sai khiến. Người lái xe cười nói. Lâu đài Đế Chi, Ngôn Tiểu Nạc ngạc nhiên kêu lên. Vâng, đúng vậy. Lái xe đạp. Đạp xe chuyển làn chạy thẳng về hướng lâu đài Đế Chi, Ngôn Tiểu Nạc xuống xe. Lâu đài Đế Chi trong huyền thoại. Xây dựng theo kiến trúc gỗ tích, những ngọn tháp cao chọc trời, nguy nga tráng lệ, cô đứng trước cổng lớn có chút ngượng ngùng. Người tối hôm qua là Ngôn Tiểu Nạc cảm thấy trong giọng nói của mình có chút run rẩy. Tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc Anh Mạc Tây Quyết. Giọng nói của người lái xe mang một sự cung kính đặc biệt. Ngôn Tiểu Nạc rất lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Cô đã dính phải một nhân vật như vậy, giờ sao cô có thể bỏ trốn đây? Bây giờ bà lại đang bệnh nặng. Cô mạnh dạn đi thẳng vào, không có lòng dạ nào thưởng thức những cảnh đẹp trên đường đi, chỉ hỏi khẽ, nhà bếp ở đâu? Cô Ngôn, có phải cô muốn nấu cơm không ạ? À? Có cần chúng tôi giúp đỡ gì không? Một người phụ nữ nhiệt tình hỏi cô có biết nấu cơm không vậy? Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu từ chối. Không sao, để tôi tự làm. Khẩu vị của bà cô là người rõ nhất. Bây giờ bà đang cần tẩm bổ, tốt nhất cô phải tự tay nấu. Người phục vụ nữ ngây ra, người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt thực sự biết nấu ăn. Ngôn Tiểu Nặc không cần giải thích gì, chỉ tập trung vào công việc của mình. Cô hầm canh cá chép và nấu cháo kế đỏ, đều là món bổ máu có lợi cho sức khỏe. Cô bị dọa một trận, vội vàng giãy giụa đứng dậy. Mạc Tây Quyết lập tức bế cô trở lại chiếc giường lớn trong phòng. Ngôn Tiểu Nặc nhớ lại những hình ảnh tối qua, xấu hổ đến chết, buột miệng cô nói, anh Mạc, đừng. Đừng cái gì? Mạc Tây Quyết về cằm, đôi mắt đầy mỉa mai. Cô sớm đã bị bán cho tôi rồi, cô không có quyền nói không. Ngôn Tiểu Nạc bị anh ta làm nhục, một cú thúc mạnh vào giữa, cô hét lớn, bỏ tôi ra, đau quá. Không nghe lời cô sẽ càng đau hơn đó. Mạc Tây Quyết cười lạnh lùng, không có ý thương hoa tiếc ngọc. Ngôn Tiểu Nặc đau đến không nói nên lời. Rất lâu sau đó, cô nằm trên giường với đôi mắt trống rỗng như thể đã chết. Ngôn Tiểu Nặc ngây người nhìn ánh sáng chói lóa của chiếc ga bằng lụa. Bỗng dưng một cơn đau dạ dày ập đến. Cô mới biết mình đã đói bụng lâu rồi. Bà ngoại đã từng nói với cô, dù người khác không thương mình thì mình cũng phải tự yêu thương lấy bản thân của mình. Kéo chiếc chăn định đứng dậy, cơn đau nóng rát trên cơ thể khiến cô kêu lên. Mạc Tây Quyết nghe thấy tiếng động, lấy khăn tắm cuốn quanh người mình, bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy cô đang xuống giường, lạnh lùng hỏi, đi đâu? Thân hình hoàn hảo của anh chỉ có một chiếc khăn tắm cuốn quanh eo, mái tóc màu hạt dẻ còn ướt nước.
đối mặt với màu sắc sâu thẳm như màn đêm đang nhìn mình, Ngô Tiểu Nạc thấy tim mình đập mạnh hơn. Cùng lúc đó, một tiếng lục bục phát ra từ bụng. Mặt cô bỗng đỏ lên, cúi đầu bước đi. Dáng vẻ bối rối của cô làm Mạc Tây Quyết cười. Đói rồi sao? Tôi đi xuống nấu ít đồ ăn. Ngôn Tiểu Nạc nhặt quần áo ở bên dưới đất lên, mới phát hiện quần áo đã bị anh ta vò nát thành một đống. Anh ném cho cô một chiếc sơ mi của mình, sau đó mở tủ và lấy quần áo mặc. Ngôn Tiểu Nạc quay lưng về phía anh ta, mặc chiếc áo sơ mi vào người. Chiếc áo sơ mi vừa rộng vừa dài, mặc lên người cô hoàn toàn có thể trở thành như một chiếc váy. Mạc Tây Quyết nhìn cô mặc chiếc áo của mình, để lộ đôi chân thẳng và mịn màng, ánh mắt anh tối lại. Ngôn Tiểu Nạc nhìn ánh mắt thiêu đốt của anh ta, nhảy dựng lên, lắp bắp nói: Tôi đi xuống trước đây. Mạc Tây Quyết nhìn cô, sắc mặt vốn đã trắng lại, lại càng nhợt nhạt hơn, trán nhăn lại, đôi mắt yếu đuối và sợ hãi. Anh ta đột nhiên mềm lòng, dặn dò người quản gia Duy Đức đi mua thêm vài bộ quần áo nữ về đây. Ngôn Tiểu Nặc thở phào, cô thật sự sợ anh ta. Lại đến một lần nữa, cơn đau đớn vẫn còn lưu lại trên cơ thể, và cơn đói quá lâu khiến cô đứng không còn vững nữa. Mạc Tây Quyết sai người giúp việc mang cho cô một cốc sữa nóng. Ngôn Tiểu Nặc uống hết cốc sữa, cảm thấy khỏe hơn nhiều. Ngay sau đó, Duy Đức mang quần áo về cho cô. Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu nhận quần áo từ tay Mạc Tây Quyết đưa tới. Có rất nhiều loại, từ nội y đến quần áo ngủ, đến đồ mặc hàng ngày cũng đều có đủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, cô cúi đầu cắt mắc quần áo chuẩn bị treo lên. Đây là phòng của Mạc Tây Quyết, tủ quần áo của anh rất cao, Ngôn Tiểu Nạc với không tới, đành phải nhảy lên để treo quần áo lên. Kết quả tiếp đất không vững, tí nữa thì ngã. Mạc Tây Quyết nhanh mắt nhanh tay đỡ cô, Ngôn Tiểu Nạc không kịp đứng vững, nằm đè lên người anh ta. Hoài nghi nói: Ủa, sao lại không đau nhỉ? Cô đè lên người tôi rồi, đương nhiên là không đau rồi. Trên đỉnh đầu phát ra một giọng nói lạnh băng, Ngô Tiểu Nặc bỗng nhiên quay lại, liền vội mò mẫm bò dậy. Vừa đứng lên, đột nhiên cô cảm thấy đau ở da đầu. Thôi chết rồi, Ngô Tiểu Nặc đau tới mức kêu lên. Cô tìm kiếm thủ phạm, thì ra là tóc của cô bị viên kim cương trên chiếc thắt lưng của anh ta kẹp lại. Cô đành phải lấy tay gỡ tóc, nhưng nhắm mắt lại không dám nhìn vào thắt lưng của anh ta. Mò mẫm rất lâu vẫn chưa gỡ được tóc ra. Mạc Tây Quyết muốn nhìn mà không nhịn được, nghiến răng nói: Cô sờ vào đâu đấy? Ngôn Tiểu Nặc giật mình và mở mắt ra. Hai tay của cô đều đang đặt ở phía dưới thắt lưng của anh ta. Cảm thấy lòng bàn tay ngày càng nóng hơn, mặt cô bỗng đỏ lên. Lẽ nào cứ giữ nguyên tư thế như thế này? Ngôn Tiểu Nặc cắn răng nhắm mắt định cởi bỏ thắt lưng của anh ta. Nhưng mà thắt lưng cởi thế nào đây? Cô đành phải cầu cứu sự giúp đỡ của Mạc Tây Quyết. Cái này anh cởi thắt lưng ra được không? Mạc Tây Quyết khuôn mặt không được tự nhiên, giọng anh ta lạnh lùng: Không được. Ngôn Tiểu Nặc bối rối, đành phải lần theo thắt lưng của anh ta nâng lên. Mạc Tây Quyết nhìn chăm chăm vào cô, đôi mắt đen càng thêm sâu. Rất lâu sau, cô bỗng vẫn chưa làm xong, tim cô như muốn nhảy lên khỏi cổ họng, mặt đỏ vì xấu hổ, người nóng bừng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ngôn Uyển Cử, cô đang cố tình à?
Mạc Tây Quyết bị cô làm cho toàn thân phát nóng lên. Anh đẩy tay cô ra, khuôn mặt đẹp trai tức giận tới tìm lại. Cô mà sờ xuống như vậy một lần nữa, anh ta thật sự sẽ mất kiểm soát. Cuối cùng thì anh ta cũng cởi được thắt lưng của mình ra, tóc của Ngôn Tiểu Nặc được gỡ ra. Cô lập tức đứng dậy. Xin lỗi, đây là ngoài ý muốn, tôi không muốn là phải là cố tình. Ngôn Tiểu Nặc liên tục xua tay xin lỗi anh ta. Mạc Tây Quyết không rảnh để ý đến cô, nhanh chóng thắt lại dây lưng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc đang nhìn chằm chằm vào dây lưng của mình. Nhìn đủ chưa? Mạc Tây Quyết tức giận nói từng chữ. Nhà đầu này thực sự là cố ý mà. Tôi xuống ăn cơm đây. Cô nhìn sắc mặt của Mạc Tây Quyết rất khó coi, bị dọa tới mức vội vàng khoác với cái áo ngủ lên người, quên cả cái chân đau, đi như chạy ra khỏi phòng. Ngôn Tiểu Nặc đi vội đến phòng bếp lấy cốc nước lạnh nguội, một hơi hết sạch. Cô mở vòi nước lấy nước lạnh vỗ lên mặt mình, nhưng mặt lại càng nóng hơn. Trong đầu toàn hình ảnh xấu hổ ban nãy, Ngôn Tiểu Nặc lấy tay giữ ngực, cố gắng trấn an nhịp tim đang hoảng loạn của mình. Nghỉ ngơi một lát, cô dự định sẽ đãi bản thân mình một bữa trấn an tinh thần. Ngôn Tiểu Nặc tìm quanh bếp. Ở đây ngoài các loại nguyên liệu tươi ngon đẹp mắt còn có một phần thức ăn sẵn được chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn để trong lò vi sóng. Chỗ này có lẽ là đồ ăn đêm mà người giúp việc đã chuẩn bị cho Mạc Tây Quyết. Anh ta vừa tức giận như vậy, nếu cô còn ăn hết cả đồ ăn của anh ta nữa, sợ rằng anh ta sẽ xé cô ra làm đôi mất. Ngôn Tiểu Nặc thở dài một cái, lấy thịt từ trong tủ lạnh ra. Cô làm một ít vỏ bánh sủi cảo rồi gói vào cái trong cái nồi đất sét màu tím. Còn có một ít canh thịt gà mà trưa nay cô vừa nấu. Cô mang bánh chảo nấu với canh thịt gà. Hơi nóng của bánh bao hấp súp bốc ra. Cô búc ra một bát ngồi ăn ngon lành. Mạc Tây Quyết từ trên tầng đi xuống, ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu lên nhìn người con gái đang ngồi ăn như chưa từng được ăn. Cô đang ăn cái gì đấy? Giọng Mạc Tây Quyết có chút lạnh lùng. Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu lên, biểu hiện vui vẻ và mãn nguyện. Sủi cảo. Sủi cảo. Mạc Tây Quyết khẽ chau mày. Người giúp việc làm sủi cảo cho cô ăn đêm à? Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc mở to mắt. Gì cơ? Mạc Tây Quyết không đáp lời cô, đi thẳng vào bếp lấy đồ ăn từ trong lò vi sóng ra, giọng nói mang vẻ nghi ngờ. Có đồ ăn sẵn thì không ăn, tự mình làm sủi cảo. Ngôn Tiểu Nặc há hốc mồm miệng, đôi mắt đầy sự kinh ngạc. Cái này là làm cho tôi à? Đương nhiên, Mạc Tây Quyết để đồ ăn lên bàn ăn, giọng nói coi thường. Không phải đã đói lắm rồi sao, vẫn còn tự làm sủi cảo để ăn nữa? Ngôn Tiểu Nặc cười gượng gạo. Tôi đâu có biết cái này là làm cho tôi đâu, tôi còn tưởng rằng đây là đồ ăn đêm của anh. Mạc Tây Quyết đẩy đĩa đồ ăn về phía Ngôn Tiểu Nặc khẽ nói, ăn cái này. Ngôn Tiểu Nặc nhìn đĩa thức ăn đầy ắp trên bàn, cô ăn xong liệu có vỡ bụng chết không? Thế là cô nhìn Mạc Tây Quyết cười cười thỏa thuận, hay là chúng ta cùng nhau ăn? Mạc Tây Quyết hơi lặng người, ánh sáng trong đôi mắt của Ngôn Tiểu Nặc làm tim anh ấm áp. Từ trước tới nay chưa từng người phụ nữ nào trong nhà này bảo anh ăn cơm cùng. Anh ta gật đầu, cầm thìa lên, nhấp một ngụm canh một cách nho nhã. Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười hài lòng với sự linh hoạt của mình. Cô thấy vui trong lòng, cúi xuống tiếp tục ăn sủi cảo của mình.
Mạc Tây Quyết ngẩng đầu nhìn người con gái ngồi đối diện mình đang ăn rất vui vẻ, anh tự hỏi, sủi cảo thật sự ngon vậy sao? Ngô Tiểu Nặc cảm thấy anh ta đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tò mò anh đang nhìn mình. Mạc Tây Quyết muốn ăn sao? Cô liền đưa cái bánh trong tay mình cho Mạc Tây Quyết. Anh ăn không? Ma xui quỷ khiến, Mạc Tây Quyết buột miệng nói, đút cho tôi. Ngô Tiểu Nặc liền đưa bánh vào miệng anh ta. Mạc Tây Quyết há miệng ngậm miếng bánh cô đưa tới. Ngô Tiểu Nặc đột nhiên nói, à, cái bánh này nãy tôi cắn vào rồi. Mạc Tây Quyết trợn mắt, miếng bánh ngậm trong miệng nuốt cũng không được mà nhè ra cũng không xong. Một tia nhìn tóe ra phía Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc nhìn dáng vẻ của anh ta không nhịn được cười phì phì. Sau đó cô liền thu lại nụ cười. Xin lỗi anh, hay là anh nhả ra đi. Mạc Tây Quyết nhìn nụ cười tinh nghịch của cô, đôi mắt mỏng động nhẹ, miếng bánh thì đã bị anh nuốt xuống. Ngôn Tiểu Nặc ngây ra nhìn, ánh mắt anh ta đang nhìn cô chăm chăm, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm như đang có một vòng xoáy hút tâm trí cô vào trong đó. Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên, giống như một hòn đá ném vào mặt hồ nước, chỉ để lại những ngọn sóng lăn tăn. Mạc Tây Quyết bỗng nhiên hơi, sủi cảo còn không? Chỉ còn chỗ này thôi. Ngôn Tiểu Nặc đẩy bát của mình cho anh ta, sau đó đi ra nhà bếp lấy cho anh ta một đôi đũa sạch. Khi cô mang đôi đũa mới trở lại, phát hiện Mạc Tây Quyết đã lấy đôi đũa của cô ăn, tiếp tục ăn bánh. Anh ta ăn rất nhanh, nhưng dáng vẻ thì vô cùng tao nhã. Phần đồ ăn đêm thịnh soạn đã bị anh ta để sang bên cạnh. Mạc Tây Quyết ăn xong chỗ sủi cảo, ngẩng đầu thấy Ngôn Tiểu Nặc đang cầm đôi đũa mới, ngây người ra nhìn. Thần thái anh không được tự nhiên. Cô ăn no chưa? Ngôn Tiểu Nặc trong lòng rất đau khổ. Sủi cảo của cô mới ăn 3 cái, bây giờ vẫn còn đói đây. Mạc Tây Quyết nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô, đôi mắt môi mỏng nở nụ cười, đưa đồ ăn đêm của mình cho cô. Cô ăn cái này đi. Ngôn Tiểu Nặc lập tức ngồi trước bàn ăn nói, cảm ơn. Ăn hết phần ăn đêm của Mạc Tây Quyết. Nhìn dáng vẻ ăn cơm của cô, trong lòng Mạc Tây Quyết đột nhiên ấm áp và thỏa mãn. Anh nhìn một lúc rồi đi lên phòng sách xử lý công việc. Ngô Tiểu Nặc ăn uống no nê, cất gọn bát đĩa rồi quay về phòng. Tắm xong, cô thực sự rất mệt, nằm trên giường ngủ thiếp đi. Khi Mạc Tây Quyết trở về phòng dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, khuôn mặt của cô dường như được phủ một lớp bột vàng, phát ra một ánh sáng ấm áp. Đôi mi cong dài đang yên tĩnh ngủ, Mạc Tây Quyết nhìn cô, bất giác nhếch môi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like và bấm đăng ký kênh miễn phí để được đón nhận những tập tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.